Nhân dịp Tết Chon Tham Thơ Mây, Vương quốc Campuchia, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4 năm 2016, đoàn cán bộ cấp cao quân khu 5 do Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết tại các địa phương đơn vị vùng Đông Bắc Vương quốc Campuchia. Thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Tiểu khu quân sự các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Mundunkiri, Trung đoàn 42, Trường Hạ sĩ quan binh sĩ số 1 Quân khu 1 và một số địa phương vùng Đông Bắc Campuchia, Trung tướng Trần Quang Phương đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chính quyền, nhân dân nước bạn và cán bộ chiến sĩ quân đội Hoàng gia Campuchia nhân dịp năm mới. Đồng thời, cảm ơn các địa phương đơn vị bạn đã giúp đỡ, hỗ trợ tích cực cho các đội công tác Việt Nam làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Campuchia và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang quân khu 5 với quân khu 1 và các tiểu khu quân sự vùng Đông Bắc Campuchia. Dịp này, đoàn đã dâng hương tượng đài anh hùng liệt sĩ Việt Nam Campuchia tại tỉnh Stung Treng.